Quảng Nam sẽ công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 16 tháng 3 tới. Nội dung quy hoạch thể hiện các quan điểm, mục tiêu không gian và các đột phá phát triển cho tỉnh Quảng Nam. Trong đó, ý chí tự lực, đoàn kết, nỗ lực vượt khó của con người xứ Quảng là nhân tố quyết định nội lực, thể hiện tư duy sáng tạo, tầm nhìn mới để tạo nên giá trị riêng và khác biệt cho tỉnh. Cách tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch của Quảng Nam dựa trên các tiềm năng, lợi thế riêng có của tỉnh, phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, hài hòa với tự nhiên, gắn với gìn giữ cảnh quan, đa dạng sinh học, bảo tồn di sản. Sắp tới, tỉnh cũng sẽ tổ chức sự kiện mang tầm quốc gia, năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia Quảng Nam 2024 nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học cụ thể hóa quan điểm phát triển kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế trong nội dung quy hoạch tỉnh